Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách hút dầu mụn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng máy hút dầu mụn ở máy 5 trong 1. Hút dầu mụn thì chúng ta lưu ý là hút phần nào thì hết phần đấy, và chúng ta tuyệt đối không hút lại nhé. Cách đầu tiên thì sẽ là hút ngang. Hút ngang thì chúng ta sẽ làm sạch cùng với chiều lỗ chân lông. Cách thứ hai sẽ là hút phẩy. Hút phẩy thì các bạn kéo ra ngược với chiều lỗ chân lông. Cách này thì dành cho những làn da mà nhiều mụn cám. Cách thứ ba là cách hút tròn. Hút tròn thì chúng ta sẽ chủ yếu tập trung ở những vùng mũi, vùng dưới cằm là những vùng mà có nhiều mụn cám, mụn ẩm, mụn đầu đen. Lưu ý là hút dầu mụn thì chúng ta sẽ hút tập trung nhiều ở vùng chữ T, là những vùng mà nó đổ dầu và có nhiều mụn cám. Trong trường hợp mà khách có mụn mủ, mụn viêm thì các bạn nên hút tránh ra, vì trong mụn mủ, mụn viêm thì thường sẽ chứa nhiều vi khuẩn. Khi bị vỡ thì sẽ làm lây lan mụn. Sau khi hút mụn xong thì chúng ta nhớ vệ sinh đầu máy hút mụn thật sạch sẽ và bỏ vào máy sát khuẩn. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn xong 3 cách hút mụn trong spa. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo.